Pipa Pipa, chị Bí đã xin chào tất cả các bé nha. Nếu như lần trước chúng ta đã đến với công chúa Elsa và phong cách cảnh sát, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem công chúa tóc mây sẽ hóa thân thành cảnh sát như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phục trước nha. Đã thấy chưa nào? Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn bộ trang phục này cho công chúa tóc mây nhé. Và chúng ta có thể lựa chọn mắt kính cho công chúa tóc mây. Đây có rất là nhiều kiểu kính nhé. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu kính như thế này để cho công chúa tóc mây được ngầu hơn. Rồi bây giờ tiếp theo thì khẩu súng nè. Ở đây là cái gì các bé có biết không? Và đây là chiếc cầu. Chị Bí Đỏ sẽ đây là điện thoại nha. Rồi chị Bí Đỏ sẽ chọn cho công chúa tóc mây một chiếc điện thoại như thế này nhé. Và đây là kiểu nón, có rất là nhiều màu nè. Wow, cái không nào. Là cảnh sát nên chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu nó như thế này cho công chúa Elsa, công chúa tóc mây nha. Một chiếc nón màu nâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chọn giày cho công chúa tóc mây. Có rất là nhiều màu dài nè, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu xanh lục chuối nè. Wow, chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu dài màu xanh này cho công chúa tóc mây nhé, để phù hợp với chiếc váy mà công chúa tóc mây đã mặc. Tên tên tên. Đây là công chúa tóc mây với bộ trang phục là một cô cảnh sát, trông rất là đáng yêu và có vẻ là hơi cá tính phải không nào? Đủ điều kiện để là một cô cảnh sát rồi phải không nhỉ? Video của chị Bí Đỏ đã hết rồi, các bé có thể theo dõi những video của chị Bí Đỏ qua kênh chị Bí Đỏ nha, bằng cách chúng ta nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.